Chào tất cả các bạn, kính thưa các anh chị đang theo dõi kênh Bonsai Channel. Ở cái video này thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn một số những tác phẩm do vườn anh Vinh chị Thảo ngự tại 228 biệt thự Hồ Vĩnh Hằng anh chị ạ, Hồ Vĩnh Hoàng. Thực sự là tôi đang ở nhà anh chị đây, ngôi nhà khá là đẹp. Thì thông thường thì các anh chị biết là ngôi nhà đẹp chỉ có một cái cây đẹp. Thì ngay bây giờ thì mình sẽ ra ngoài để chia sẻ với các anh chị các bạn những cái tác phẩm vô cùng đẹp. Thực sự là khi đến đây tôi rất ấn tượng những cái tác phẩm của anh ấy. Ngay ngoài cái phía hông bên của nhà anh ấy là có một cây xanh vô cùng to và rất nhiều những cây giá trị nữa. Thì phía bên phải cái nhà anh thì là có cây những cây lộc vừng rất già, thực sự là vô cùng già mà cây nó rất là giá trị. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ cùng ra bên ngoài để xem tôi chia sẻ với các bạn nhé. Chúng ta cùng đi nào. Ok. Tôi đang đứng ở Hồ Vĩnh Hoàng các anh chị ạ, ở quận Hoàng Mai. Các anh chị biết là đây tôi vừa di chuyển lên buổi chiều ngày hôm nay. Đây là cái video phải nói là tôi rất là phấn khích muốn chia sẻ với các bạn. Một cái cây xanh mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nó lại khủng khiếp, nó to và nó cái bộ dáng nó đẹp như vậy các bạn. Rất là khủng khiếp, to. Đấy. Có lẽ đây là cái cây duy nhất mà tôi đi khá là nhiều vườn và chưa nhìn thấy cây nào như vậy. Nó nằm trên một cái sập khá lớn các anh chị ạ. Sập kia nó cỡ phải hơn 5 mét. Khủng khiếp luôn đấy các bạn. Đứng ở bên đường. Một cây xanh siêu cổ. Vâng, ok chị. Em gửi đi. Vâng. Chào mọi người. Đây là chị Thảo, chủ nhân của cây xanh. Đấy. Chị để trước cái ngôi nhà của chị này. Đấy, nhà chị này. Đẹp lắm mọi người. Rất nhiều cây đẹp. Nhà đẹp ạ. Đến đây mọi người, tôi đi vòng ấy, nhưng mà tôi thấy đến đây cái tôi phát hiện kiểu gì ấy, chỉ có nhà chị mới có cây này đấy. Cây nằm trên một cái kệ, cái sập. Sập này nó mình phải dùng cẩu bao nhiêu tấn thì mới 25 di chuyển. 25 cẩu 25 tấn các bạn. 25 tấn để di chuyển cái cây này. Đó. Khiếp không? Wow. Có lẽ là tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái xanh nó đẹp như vậy. Tôi đứng xa này. Đấy, khiếp quá. Ở đây chủ nhà anh đang xử lý. Họ đang xử lý, tôi sẽ tiến gần này nhé. Bộ rễ này các bạn, nằm trên một cái khay đá, khủng khiếp luôn, rất to, cây rất lớn các bạn, cẩu 25 tấn các anh chị ạ, thì mới cẩu được cả cái sập cây này, đó. Khủng khiếp luôn. Tôi chưa nhìn thấy cái cây nào nó đẹp như vậy. Và nó độ cổ cây nó lớn cỡ lớn như vậy mà để trên cái sập thì rất là khá là cân đối. Bộ rễ này. Đấy. Tôi trèo lên. Đấy, tất cả hệ thống vam mọi người nhìn thấy chưa? Cái vam đấy. Cái vam anh đấy xử lý bằng hệ thống rất đẹp các bạn.
gầy quá khủng, to khủng, khủng khiếp luôn. Bởi vì kích thước cây này to quá nên là nhà anh chị đang sử dụng cái hộp để diệt mối, để phòng trừ mối. Bởi vì cây nó rất là cổ. Đó, nó rất cổ, khủng khiếp luôn. Hợp vô cùng, bởi vì là nhà kia là cái biệt thự của anh nhé. Biệt thự hai mặt, ba mặt phố. Đấy, phía đây mặt phố này, phía đây mặt phố, phía bên kia mặt phố nữa. Mặt kia là mặt hồ các bạn. Đấy, biệt thự 28 phố Vĩnh Hoàng, hồ Vĩnh Hoàng. Ủa, phải nói là tôi phát choáng luôn ấy. Cây được vanh các dụng cụ chuyên nghiệp, quá khủng khiếp. Rất khủng khiếp các bạn. Cái này thì anh ghép một cái ngôi chùa đấy ở dưới tầng 7. Tổ quá các bạn. Cây khá hài hòa với cái sọc các anh chị ạ. Ở vị trí này thì anh đang xử lý đây. Anh ép bằng ba lăng. Và đang được thu cành, cắt giật. Đó, trên này. Khủng khiếp luôn. Cậu 25 tấn xử lý được. Bê được từ đây. Mình vừa đến đây cái là mình phải chia sẻ luôn các bạn. Anh chị cũng mời vào nhà, mình chưa vào được. Phấn khích quá nên muốn chia sẻ ngay các bạn. Đó. Da u biếu nần. Đây là anh ấy xử lý phần lỗ này. Bảo quản phần lỗ. Trên kia anh vẫn đặt cái hệ thống để diệt mối, phòng trừ mối. Thì cây to này nhiều khi nó sẽ không kiểm soát được, vì anh chị đã đặt chủ động đặt trước. Quá khủng khiếp các bạn. Mình nhìn khiếp chưa? Đó. Quá khiếp. Mặt bên. À mọi người. Đấy. Tôi thì tôi chưa leo được lên trên. Nếu leo lên trên thì khiếp nữa. Con phố là đẹp, cây của nhà chị để vùng này quá đẹp luôn ạ. Anh chị hãy đến Hồ Vĩnh Hoàng nhé, để chiêm ngưỡng cây này của nhà chị Thảo. Anh chị tốt tính lắm mọi người ạ. Hôm nay là cũng khá lâu rồi thì chị có hẹn Tuấn qua đây. Hôm nay thì mình mới qua được để chia sẻ với mọi người. Mình biết là ở đây nhà chị rất là nhiều cây đẹp. Còn ở trong kia nữa các bạn. Ở trong kia cũng khá nhiều đẹp. Đấy, góc bên trong cũng còn nhiều lắm. Nhưng cây này là ấn tượng quá, nó nằm ngay ngoài trước cửa, trước phần hiên nhà chị. Nhìn mình phải chia sẻ ngay với các bạn. Đang phấn khích. Đấy.
Này các bạn, mình lùi 5m. Lùi 5m. Wow. Quá chất rồi các bạn. Mình không có gì để tả nữa. Chắc chắn một điều là các bạn đến đây thì các bạn sẽ rất ấn tượng với cái cây xanh này của nhà chị Thảo. Rất khủng khiếp. Thực ra chỉ có mỗi cây này ngự tại vị trí cái biệt thự nhà chị rất là hợp rồi. Đấy. Đương nhiên thì các anh chị có thể là có những cái vườn lớn để sở hữu cái cây này. Đấy, tôi đang di chuyển cách khoảng sang bên đường cỡ 8 đến 10 mét. Wow, quá tuyệt vời mọi người ơi. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau nhé. Các bạn xem video này các bạn hãy nhớ giúp mình là đăng ký kênh để ủng hộ các video của tôi và chia sẻ video. Và trân trọng và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.